Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay là ngày 26 tháng 4. Thì hôm nay là cũng mười mấy ngày của chị vô lửa áp rồi. Bây giờ mình để điện thoại vô mình quay cho chim nở cho nha. Trống. Đây có cái mít nè, tự lên luôn. Đây, còn con máy, máy đang ngắt. Chưa biết nó nở hay chưa nữa. Nó ắt là nó không chịu ra. Nở hai bé rồi nha. Ok. Vậy nở vậy thì mình cho ăn dế nè. Bổ sung dế với sâu lớn. Dế nè. Sâu lớn. Sâu lớn nó chui vô đây. À, kiến kiến. Là cho chim bố mẹ ăn. Mình đút sâu cho nó nè. À, thải sâu nó không thèm ăn luôn. Nó nhát. Đây, bây giờ mình đi cho thêm sâu cho nhiều vô. Trứng kiến nè, trứng kiến mình đi thọc nè. Dế. Vậy chim ấp thì 12 ngày nữa. Mình canh mình để ý. Chờ màu, chờ than, chờ lửa là 12 ngày. Nó nở mà tại mình không thấy cái vỏ trứng ở dưới đất. Nên là mới đi vô câu chứ biết nó nở rồi thì cũng không có vô. Đây. Đây này nè. Cái trên đầu ngón tay này vỏ trứng nè. Đây vỏ trứng đây. Ồ, chim này khôn à. Ngay ổ nó. Trứng nở ngay ổ nó thì nó không cho không có gấp rớt ngay ổ nó mà nó đi chỗ khác. Gấp dục chỗ khác nè. Rồi còn hai trứng kia nữa. Chắc hôm nay mai nở luôn. Giờ mình cho thêm sâu dế cho nó ăn. Rồi, video mình kết thúc ở đây nha anh em. Thì chim lớn rồi á, mình sẽ quay hướng dẫn anh em cách chăm chim con cho chim khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp.